Lời tựa Kinh Chim Sát, Nghiệp Báo Thiện Ác, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do Ngài Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch ra Hoa Ngữ ước vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh trong đời mạt Pháp cầu học Pháp lành ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ cách chim quét để xem xét nghiệp báo thiện ác. Quyển hạ thuật rành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chim sát tức là dùng tướng mộc luân, những mảnh gỗ dè quẻ để biết nghiệp thiện nghiệp ác cùng quả báo khổ vui lành dữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác có khắc nét dài, ngắn, sâu, cạn, lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mà mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa một mặt trống, thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch do những mộc luân có hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành giữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chim bói, nhân thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chim bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chim bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc hành phần xuất gia tại gia, có quy y thọ giới hẳn hoi, và trước khi muốn chim sát phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện, tùy hỷ, hồi hướng vân vân, có được đức tin thuần tuyến túy thanh tịnh này rồi thì sự chim sát hiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật, Bồ Tát và Ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chim sát sẽ không tương ưng lại nữa. Khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mảnh mũn nơi thể tướng dụng của chân tâm của chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa thật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh cơ bản ban sơ. Đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm nêu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp. Thức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán sát, ấy là pháp quán duy thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức thể trực nhận ra nhất thật tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ được vào chủng tính Bồ Tát. Vị này, vị nào không kham nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng cầu xin về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào xây về hướng ấy mà mặc niệm danh hiệu của Ngài, đến khi được nhất tâm sẽ tùy nguyện xin cõi Phật đó, rốt ráo sẽ không nơi rơi vào các đường ác, tám chỗ nạn, sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa, mau được bất thối chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt của hai quyển của Bộ Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác. Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh đời mạt Pháp mà đã thay Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ đời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội, số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục nhân gian của Trung Quốc
với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau, có điều là từ đời Tùy đến trước đời Đường. Kinh này bị một số học giả xem là ngụy đạo, ngụy tạo, vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu, những nhà sư định mục lục các kinh Phật với Bộ Khai Nguyên Thích Sáo Lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào một lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi. Kể từ đó đến đời Minh, có ngài Trí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chim Sát, hai quyển Chim Sát Nghĩa Sớ và một quyển Chim Sát Hành Pháp Cách Thực Hành Việc Chim Sát. Bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này. Theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12 Cận Đại Tây cũng có ngài Luật Sư Hằng Nhất, trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Tại Quang, nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh Chim Sát này rất nhiều và đề ca bi nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Bồ Tát với đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà ngày nay hàng ngũ xuất gia. Tại sao như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy vi tà pháp đang lừng lẫy, điều đó rất hiển nhiên không thể thủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm nổi trỗi vượt cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng điều do túc thế hiện căn còn mong manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng ngại hoặc bị sự nhiễm loạn bởi các thứ quỷ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo, khiến cho lui mất căn lành hoặc trở lại cầu phước báo nhỏ mọn ở thế gian. Như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này, cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận, chỉ dạy cách chim sát nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc xem nói đến vị chim bói, chớ vội kinh thường cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói vẽ của thế gian. Với hình thức một bộ mộc luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện, thập ác. Nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp thiện, nghiệp thiện, ác, sâu, cạn, riêng biệt, thuộc thân, khẩu ý. Nhóm sau 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn, 6 trần, 6 thức thuộc 18 giới, với 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh Chim Sát nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghì, không một bối khoa nào có thể sánh kịp. Kiên về thật nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tính của Bồ Tát Mã Minh đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ khi đến nay, các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh Chim Sát này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy, khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý năm 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp mộc luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chim sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam.
Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mộc luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh, đầu tháng 4 năm 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày, mặc dù trong mùa Phật đản và an cư khiết hạ. Với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong hai quyển, với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luân để những vị tu sĩ, cư sĩ Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh. Như thế, nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng Gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi thầm tin tưởng như vậy. Xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng Trong Hạ, mùa an cư, năm Bính Tý năm 1996, dịch giả kính ghi. Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, quyển thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đứng nhất trí thiết trí ở thành Phương Xá trong núi Linh Thú, dùng sức thần thông thị hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng có hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bấy giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính, từ tòa đứng dậy rửa sửa lại phục viết áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch tên Đức Phật, bạch Thế Tôn. Nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi thưa thỉnh Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn gũ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi, Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính thưa: Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tưởng pháp sắp hết, sang thời mạt pháp. Vào thời kỳ này, chúng sinh phước mỏng, nhiều sự si buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hoài, tai họa nhiều lần đổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sợ sệt bức xúc chúng sinh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất thiện là niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm sân giận ganh tị ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này, chúng sinh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiến nhược khiếp nhược, lo sợ mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên này đầy gãy các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chính pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi. Người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến nỗi đổi lần đối với ba thừa. Những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lượng thần thông như biết kiếp trước của mình, vân vân, lần lượt chẳng còn vào thời mạt pháp. Lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được tin đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời đại ác trượt sau này, khi tưởng pháp sắp hết và vì chúng sinh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bài phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến chúng sinh lòng tin được trừ si buồn. Bởi các chúng sinh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ
Hỏi tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế, thời phần nhiều nghi ngờ, chẳng thể bình lòng chuyên cầu thiện pháp chúng sinh như vậy, đáng thương, đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, trí biết tất cả, sinh khởi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lìa lưỡi nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin, nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài kiên định tính rằng lành thai, lành thai. Ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người. Vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện, mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát kiên định tính bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói, lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này. Đức Phật bảo Ngài kiên định tính, ông chớ có sinh tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp. Từ lâu người đã trứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy. Chỉ vì nương sức đại từ tại và thể nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương, dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng tổ sinh, nhưng với đời ác năm trược, riêng người làm lợi ích sáo hóa sâu dậy hơn cả người, lại cũng nương sức huân tập thể nguyện thở xưa, người mà người nhận thấy sự nghiệp giáo hóa chúng sinh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở tại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà thành thuộc chúng sinh. Do đó trong đại hội này, thân tướng của người đoan nghiêm, oan đức thù thắng, chỉ trừ Như Lai ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại, bao nhiêu sự nghiệp báo hóa nơi thế giới này, trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sinh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các chướng ngại cho khắp chúng sinh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng từ mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sinh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học pháp khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng nhiếp được nhiếp nhược bởi những nhân duyên như vậy. Cho nên nơi thế giới này chúng sinh các ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát kiên định tính đã hiểu được ý của Phật, ngay đó Ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: thai hay thai đấng đại sĩ cứu đời, hay thai đấng đại trí khai đạo, những như điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác trược dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho Ngài nói phương tiện đó, xin Ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng Lúc đó Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với Ngài kiên tịnh tính rằng: này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chỉ chẳng thể riêng siêng năng quán
bốn thánh đế hoặc là pháp quán 12 nhân duyên hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt. Do chẳng chuyên xuyên quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản đối với công đức của Phật, Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của Tam Bảo. Chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối với trong ba thừa đều không tịnh hướng. Những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mỗi lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc do hối đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, cầu nhiều lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc, rồi làm việc bất tịnh, tư tưởng rối loạn, thế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chướng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này. Duyên hợp mà có, duyên hết thì tan. Nghiệp nhóm theo tâm tướng hiện quả khởi, quả chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề xa lạc. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, chẳng rồi tự nhắc nhở nương lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học tập nương pháp chiêm xét tướng mộc luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu cả. Chẳng thành tựu, chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên. Chẳng trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sinh ham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay xeo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi. Nhưng vì nghĩa này mệnh danh là luân, lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sanh, chuyển sang đường chính đến chốn an ổn nên gọi là luân. Về tướng mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Là một luân tướng biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt để tạo đời trước luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chủng chứ nhóm trong những đời trước hoặc xa hoặc gần tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời, luân này có 6. Như có muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân, y 10 luân này viết ghi danh từ của người thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt, kế lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối, mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ chung tất cả chư Phật mười phương, nhân đó lập nguyện. Nguyện cho chúng tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành kính lại mười phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện.
nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì độc tụng tu hành đúng pháp. Vì người diễn nói, kế nữa phải học sự dốc lòng thành kính ngưỡng lại mười phương tất cả hiện thánh nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được thanh nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thối chuyển sau đó, nên học sự dốc lòng thành kính lại nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, đề các chướng ngại những Phật nuôi thân đều được đầy đủ. Lẽ như thế rồi tùy chỗ có những có được hương hoa vân vân nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật Pháp Tăng Bảo, thể nhường khắp giáp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đối đòi với pháp tính xông khắp tất cả cõi nước mười phương của các đức Phật rộng làm Phật sự, lại nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có. Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cái, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục mềm niềm niệm, thuốc thang vân vân, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh dân hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường lại, nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi mỗi chỗ Phật Pháp Tăng Bảo, đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sanh, đồng đem dân hiến, cúng dường tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng chùa, viện pháp miếu tất cả Phật sự của các đức Phật cúng dường, tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng, nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lần thành tựu sáu ba la mật bốn vô lượng tâm, biết sâu các pháp xưa nay, vắng lặng không sinh không diệt nhất vị bình đẳng. Lìa niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy, lại một lần nữa buộc tâm một chỗ kiên cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng danh như vậy đủ 1.000 lần, qua 1.000 niệm rồi bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Từ Đại Bi Cuối Mông Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sinh mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay thế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm một luân ở trên Phật gạch, Phật sạch, xeo qua một bên. Cách thức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chiêm xét tướng mộc luân đây, tùy nghiệp được hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiệm xét, hoặc là thường đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thường đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thiện thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ, thiệp thân như vậy, sống loại chẳng đồng tập khí quả báo mỗi thứ mỗi khác như thế. Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác. Phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong hiện đời này như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận. Đó mệnh danh là kết hợp. Nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luống sai. Nếu chim tướng mọc luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu, đã nên chuyên cầu xuất ly thế pháp,
chớ u nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hổ lậu là lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng cho nên chẳng hiện. Trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ. Thì hai hạng người này, những gì về nghiệp thiện, nghiệp ác của họ chẳng hiện đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý, chớ tự dễ vui rồi khỏi buông lung, liền nên xét nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành, gối gắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu những chớ nên nghi hối mà hối tu nghiệp thiện, liền nên xem xét nghiệp ác thế này chỉ lo đời trước na ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lười phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chướng chứa nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tướng mộc luân, thuộc cách thứ nhất này. Hiện nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên khắc gỗ ra làm ba luân, biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi, viết chữ nào đó lại nơi mẫu luân chính giữa mặt một mặt, viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến trí mỹ, kế mặt thứ ba gạch một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ, gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa hiện vốn đã từ lâu trở ngại. Nghiệp thiện đã làm mạnh mẽ, bén nhạy, việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ nhắn tượng trưng cho sự chứa đựng thiện trở lại, vốn còn gần cạn chỉ mới tập tành, nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh. Nét khắc nào mà vừa to vừa sâu, tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm, dư họa của dày cũng dày. Khắc nét khắc mà nào mà vừa to vừa cạn, tượng trưng cho sự thói tu thiện pháp trở lại đây gần, mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo, cũng chưa đến nỗi tâm thượng lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chim sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chứa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ, thế nên cần phải chiêm sát một luân lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì theo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì theo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì theo luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân xe chung một lần thì phải tùy theo nghiệp chú ý
Nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân mộc, theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chim cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tưởng chim lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân mà không, mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không trí thành, chẳng được kết hợp, gọi là xa luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp. Ý trước chú một xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được sát nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được kết hợp. Lại nữa, nếu lại hiện tượng từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ư nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được kế hợp. Từ đó sinh ra trong nghiệp của chú, của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy. Còn phải biết rõ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Kiên Tịnh Tính: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sinh muốn cầu thoát khổ sinh già bệnh chết, vừa muốn phát tâm tu tập thiền định trí tuệ vô tướng, còn phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng như thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học nghe pháp thiền định trí tuệ. Trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm. Cho nên nếu chẳng sám hối, khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền trí tuệ, thì người đó sẽ có điều chướng ngại, có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp phá tà, thêm lẫn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh, hay tội nạn đời trước được nhẹ mỏng rồi, ác lìa các chướng, thiện nam tử hành xả muốn tu pháp sám thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải, trong thất trôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo phan lọng lụa, chuẩn bị hương hoa để dùng cúng dường, tắm gội thân thể sạch y phục, chớ cho hơi hám mỗi ngày 3 lần. Ở trong thất ấy, trong thời xưng niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lại 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật kế đó, tùy 10 phương mà mỗi mỗi lại chung Phật, vận tâm lại khắp nơi các sắc thân xá lợi, hình tượng tháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời, lại nên vận tâm để khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm lại khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong 10 khắp 10 phương. Sau đó xin xưng riêng xưng danh thêm và đỉnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch cuối mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại, xin nguyện con và tất cả chúng sinh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 100 tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, chê ba tam bảo, tội nhất xiển đệ vân vân. Sau khi đó hành xả lại, nên xét nghĩ tính tội như vậy chỉ là từ dâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể nhất định để có thể nắm bắt và thể
của nó vốn là rỗng lặng, nguyện cho tất cả chúng sinh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội, kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh, xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác. Vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian, đã chuyên pháp luân để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sinh gốc gáo lìa hẳn thứ tâm ganh tị, tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học được các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng nguyện, những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho khắp chúng sinh, đều xin hồi hướng về nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tỉnh thất, rồi thẳng nhất tâm, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm nghe mờ tâm trí thì nên trở vào đạo tràng trong thất kinh hành niệm niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày. Kế đến là phần giờ giấc ban đêm, nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm cũng ba thời cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sám đèn nếu nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tỉnh thất, một lòng tụng niệm hàng ngày, thực hành pháp sám như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác tội, thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng mạnh, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh, trừ các chướng ngại, các hạn chúng sinh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tính có lanh có chậm, sai khác không lường. Hoặc có những người sau khi may 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày, cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lục, tội chướng sâu nặng, còn phải luôn luôn phát tâm dũng mãnh, chẳng đối tưởng đến việc tiết thân mạng, thường xuyên xưng niệm sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ để sám phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lười chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thói, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp. Sau 7 ngày phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong tay gieo luôn 3 lần. Nếu thân khẩu ý điều là thuần thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hệ chúng sinh đời người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ lâu xa trở lại ở trong Phật pháp đời sau đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì, thiện nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng, hoặc có chúng sinh khi được ba nghiệp thuần thiện bèn liền được thêm các thứ tướng hảo, hoặc có chúng sanh như được tướng trạng ba nghiệp lành vừa, thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý hơi thở, hoặc có mộng lành.
mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, so ta so đầu mình khen rằng lành thai, người nay thanh tịnh ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng sám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng quang ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi mà cho mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng dối ngụy, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế, từ sự nhiếp thọ của họ mạnh lên, thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng quang, phóng ánh từ quen khiến họ an ổn liền những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong đời kiếp trước. Những kiếp trước hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì, liền vì nỗi ý những giáo pháp hâm yếu ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lòng lòng chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sinh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hãy xen tu học với lòng chí thành, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sinh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại, khiên ma ba tuần trẫn đến phá hoại cho đến tất cả những ma, những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm móng cái lần lượt nhẹ mỏng tham nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sinh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hãy gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo gầu bức bách, cũng nên cung kính lễ lại cúng dường tam bảo ăn năn tội ác đã tạo là thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, siêu lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng trí thành, cũng sẽ mau thoát các thứ si não bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sanh sinh tại xa xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám với lòng chỉ thành, khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khá thọ. Nếu chúng sinh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của Phật Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới tấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật, nghi giới, nhiếp thọ, hiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung kính chư Phật làm thầy truyền giới, chư Bồ Tát làm bậc tôn chức, một lòng lập nguyện kể rành mười tướng trước hết, nói mười giới trọng căn bản, kế đến như chung ba thứ tự giới tự thể mà thọ, đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hễ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y lập nguyện như trên, tự thệ mà thọ ba tụ luật nghi của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa,
của người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó liền phải tìm tòi học hỏi Lục Tạng Thanh Văn và Lục Tạng Kết Tập của Bồ Tát Thừa, họ trì đọc tụng, quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thể nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới siêu riêng của Sa Di và Sa Di Ni, liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ Phật đã xuất gia kỳ cựu. Vị này trước đã học Đại Thừa Tâm và thọ đủ giới, Sa Di mới thọ thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một Sa Di hay Sa Di Ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luật luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán xét tu hành, hãy xin cúng dường Phật Bồ Tát Tăng Bảo. Nếu Sa Di Ni tuổi đã 18 cũng nên tự thể thọ giáo pháp của một hữu xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi tỳ kheo ni. Chúng sinh nào tuy học sám pháp mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo giả sử tác pháp sự tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới, ấy giờ ngài kiên tịnh tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Bạch Tấn Đại Sĩ về sự trí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự trí tâm nào có thể cảm triệu mộng thấy tướng lành. Ngài Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nói về trí tâm tóm tắt có hai, những gì là hai? Một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là trí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên hành tụ vọng mãnh, từ sự trí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự trí tâm này lại có ba thứ khác nhau, giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tương tử một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hai là tâm vọng mãnh, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là hân tâm, nghĩa là tương ưng với pháp gốc gáo chẳng thoái bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến những được trí tâm bậc hạ thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu chứng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải cắt gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó mỗi số chủ một mặt. Mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số, số ghi thứ lớp không cho lộn lạo. Nên biết những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy một làm gốc cái tướng của những con số như vậy, tượng trưng cho nhóm sáu căn của khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thật tướng từ tịnh thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi, nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thật tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thật tướng sẵn có vô minh chẳng gõ nhất chân pháp giới, nhận làm cái nhớ si tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi phân cấp đắm
chứa nhóm mãi thanh thành nhân duyên của nghiệp, xin các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý nương vào sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan hoặc nghịch hoặc thuận, hoặc nghịch hoặc thuận, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi phải nên ba lần theo tướng mộc lương cách thứ ba này chiếm xác bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác các tướng quả báo thiện ác ba đời. Để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? 1. Cầu thượng thừa sẽ được bất thối chuyển. 2. Cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. 3. Cầu duyên giác thừa được không thối chuyển. 4. Cầu thanh văn thừa được bất thối chuyển. 5. Cầu sức thuận thông được sự thành tựu. 6. Tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. 7. Tu thiền thế gian được sự thành tựu. 8. Giới nào muốn thọ là được giữ giới. 9. Giới nào từng thọ được đầy đủ giới. 10. Cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa trụ. 11. Cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững. 12. Cầu thánh văn thừa nhưng đức tin chưa vững. 13. Người được chiêm xác chính là bạn lành. 14. Tùy nghe những gì đều đúng chính pháp. 15. Người được chiêm xác chính là bạn ác. 16. Tùy nghe những gì điều sai chính pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì đọc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì đọc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị xa lầm. 24. Những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sở chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chướng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29. Kết quả gì đều do tà thần giúp giữ. 30. Nói sỏi điều gì là trí tà biện pháp. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước lập tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó. 34. Xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35. Xem chỗ được học là điều thích nghi. 36. Xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37. Xem chỗ được học là đã tu tập đời trước. 38. Xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập. 39. Xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên. 40. Xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41. Xem chỗ được học không sự tiến thố. 42. Quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43. Cầu xuất gia sẽ được ra đi. 44. Mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45. Cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46. Hãy xem những việc làm đều là ma sự. 47. Xem những việc đã làm lành thành tựu. 48. Xem việc là được lành, xem việc được làm chẳng được thành tựu. 49. Cầu giàu của cả sẽ được sung hạnh. 50. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52. Cầu thiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53. Xem chỗ học phấn đạt được nhiều chỗ. 54. Xem chỗ học phấn ít đạt kết quả. 55. Tìm thấy tìm bạn được như ý muốn. 56. Tìm đệ tử như ý được như ý
57 tìm cha mẹ được như ý muốn. 58 cầu con trai con gái được như ý. 59 tìm thê thiếp như ý. 60 tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61 xem lại những gì lo lự được hòa hợp. 62 người được xem tâm họ mang hờn giận. 63 mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64 cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65 tâm của người được xem thì quan hỷ. 66 người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67 người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68 người được mời gọi sẽ được nhóm đến. 69 người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70 người mình kính mến sẽ được gần gũi. 71 quán pháp ly dục ý được tập trung. 72 quán pháp ly dục ý chẳng tập trung. 73 người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74 người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75 người được hẹn trước ở lại không đến. 76 người đang được xem được sự an lành. 77 người đang được xem hiện chẳng an lành. 78 người đang được xem không đã không còn thân. 79 người mình trông gặp sẽ được gặp họ. 80 những gì mình đang tìm được gặp lại. 81 những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82 những gì mong tìm thấy chẳng như ý. 83 xem chỗ bị nghi chính là điều chính là đúng thật. 84 xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. 85 người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86 cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87 cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88 tìm những của cải sẽ được như ý. 89 tìm của nuôi thân ít được kết quả. Có 90 có cầu gì thải đều sẽ được. 91 có cầu những gì thải đều chẳng được. 92 có cầu những gì ít được kết quả. 93 có cầu những gì đều được như ý. 94 có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95 có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96 có những mong cầu nhưng bị tổn thất. 97 có những gì có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98 có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ. 99 xem Phật bị mất sẽ tìm lại được. 100 xem lại xem Phật bị mất chẳng tìm lại được. 101 xem Phật bị mất tự trở về lại. 102 cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103 cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành. 104 xem những việc đã qua không chướng ngại. 105 xem những việc đã qua có chướng ngại. 106 xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107 xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108 nơi vừa mới đến chẳng được bình an. 108 nơi vừa mới đến được sự an vui. 109 nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110 nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111 nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 112 nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113 nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114 con đường dạo qua không bị não hại. 115 con đường dạo qua có bị não hại. 116 vua dân ác nên đói kém nổi lên. 117 vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118 vua dân tốt nên nước được xào vui. 119 vua vô đạo nên nước tai hại lớn. 120 vua tu đức tai nạn loạn ly diệt. 121 vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122 tu
vua tu thiện nước được xây dựng lại. 123 xem chỗ dạo qua được khỏi ách các nạn. 124 xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125 nơi đang được ở mọi người an ổn. 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127 tụ lạc đang ở mọi người chẳng y. 128 là nơi nhàn nhịn không có ách nạn. 129 xem ga quái lạ nhưng không tổn hại. 130 xem ga quái lạ có sự tổn hại. 131 xem ga quá lạ tinh tấn thì an. 132 giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135 giấc mộng được thấy là một lợi lành. 136 thấy chướng loạn đó nhưng mau được lìa. 137 thấy chướng nạn đó lần lần được lìa. 138 thấy chướng nạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139 thấy chướng nạn đó nhất tâm là trừ. 140 thấy nạn đang bị nhưng bao được thoát. 141 thấy nạn đang bị lâu mới 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143 thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144 thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết. 145 thấy bệnh tan mắc gấp phải nên điều trị. 146 thấy bệnh tan mắc phải chẳng phải người phá. 147 thấy bệnh tan mắc hợp với phi nhân. 148 thấy bệnh tan mắc có thể trị liệu. 149 thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu. 150 thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151 thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152 thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153 thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154 thấy bệnh đang mắc được chữa là trị đúng pháp. 155 thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156 thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157 thấy được tìm đến chẳng thể chịu trị liệu. 158 cách được trị liệu là chữa trị sai. 159 thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160 thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết. 161 đó là trong đường địa ngục mà đến. 162 từ trong con đường xuất sinh mà đến. 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164 từ trong con đường Atula mà đến. 165 từ trong nhân loại mà đến. 166 từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167 từ trong những người tại sao mà đến. 168 từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169 đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170 từ gần cúng dường hiện thánh mà đến. 171 từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172 bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173 bỏ thân này rồi sẽ đọa làm xuất sinh. 174 bỏ thân rồi sẽ đọa làm ngã quỷ. 175 bỏ thân rồi sẽ làm Atula. 176 bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177 bỏ thân rồi làm phô trong loài người. 178 bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179 bỏ thân rồi sẽ làm phô cõi trời. 180 bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu. 181 bỏ thân rồi sẽ được xuất gia tu học. 182 bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng. 183 bỏ thân rồi sinh lên trời đâu xuất. 184 bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật. 185 bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật. 186 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn. 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa sửa duyên giác. 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được tạo quả. 189 bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lạnh dữ. Cách chiêm xét như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số gọng với ý người tương xứng thì trong xa lạc
kéo số cộng gieo cho người nào mà con số thành với những việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng, ấy là chẳng hết lòng thành. Như thế gọi là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiệu số là kẻ ấy đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc lại nữa. Thiện nam tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán sát tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong có ý có thanh tịnh hay không, sao mới có thể quay cung kính tu hành cũng dường như trước dốc lòng phát nguyện. Vì họ chim sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy tà để tự phương hại gói loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chim sát nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời sau này, bất cứ việc gì được chiếm xác đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo toan, lo âu, lúc bị bức bách, lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối, thường xuyên, nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành, thì việc chiếm xác sẽ được tốt lành, cầu gì được đấy, hiện đời lìa khỏi những sự si buồn, kinh kim sát nghiệp báo thiện ác hết quyển thượng. Kinh kim sát nghiệp báo thiện ác quyển hạ. Bấy giờ ngài đại bồ tát kiên tịnh tính hỏi địa tạng bồ tát ma ha tát rằng: làm sao mở bài phương tiện chỉ cho những người muốn hướng đến đại thừa? Ngài địa tạng bồ tát đáp: này thiện nam tử, nếu có người nào muốn hướng về đại thừa, trước hết người ấy phải biết hạnh nghiệp căn bản ban đầu. Hạnh nghiệp căn bản đầu tiên là gì? Đó là nương vào cảnh giới của nhất thật tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết. Nhờ sức tin hiểu thêm lớn cho nên nhanh chóng được vào dòng giống Bồ Tát. Cảnh giới của nhất thật tướng là gì? Nghĩa là bản thể nhân, nơi tâm của tất cả chúng sinh, từ trước đến giờ chẳng sinh chẳng diệt, tự tính nó thanh tịnh, không chướng không ngại, dường như hư không vì lìa phân biệt bình đẳng khắp giáp, nơi nào cũng có, tràn đầy khắp mười phương, cốt gáo, một tướng không hai không khác, chẳng biến chẳng đổi, không thêm không bớt, do vì bản thể nơi tâm của tất cả chúng sinh, nơi tâm của tất cả thanh văn độc giác, nơi tâm của tất cả Bồ Tát và nơi tâm của tất cả chư Phật đều cùng chẳng sinh chẳng diệt, không miễn không tịnh, đồng là một tướng như chân như. Tại sao vậy? Vì tất cả những tâm có khởi phân biệt đều như huyễn hóa, không hề chân thật, nghĩa là những pháp số của tâm như ức niệm, lo lắng, xét biết vân vân thuộc bốn uẩn là thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải tạp sắc, chẳng phải dài ngắn, vuông tròn lớn nhỏ vân vân, cho đến cùng tập mười phương hư không, tất cả thế giới tìm về hình trạng tâm này một chút phần có thể nắm bắt, chỉ vì chúng sinh bị vô minh si tối làm nhân duyên huân tập, hiện ra cảnh giới hư vọng khiến chúng sinh nhớ nghĩ vướng mắc. Tâm này nó chẳng thể tự biết, vọng tự bảo có khởi tưởng xét nét, so đo về ngã, sở hữu của ngã, nhưng thật ra trong không có cái tướng của giác tri, bởi vọng tâm này gốc gáo không có thật thể, vì chẳng thể tìm thấy cái thật thể của vọng tâm. Nếu không có cái năng phân biệt của giác tri thì không có cái tướng của tất cả cảnh giới sai biệt thuộc mười phương ba đời, bởi tất cả pháp đều chẳng thể tự có, chỉ nương sự phân biệt của vọng tâm mà có, nghĩa là tất cả cảnh giới mỗi mỗi
chẳng tự nghĩ mình là có, chẳng biết đây là tự, kia là tha. Thế nên tất cả pháp chẳng thể tự có, ác không đổi khác, chỉ nương vọng tâm chẳng biết rõ, chẳng rõ vì bên trong tự không, tức là có cái bị biết bên ngoài rồi vọng sinh các thứ tưởng pháp, cho là có, cho là không, bảo kia, bảo đây, bảo phải, bảo trái, bảo tốt, bảo xấu, vân vân, cho đến vọng sinh vô lượng vô biên tư tưởng về pháp. Nên biết tất cả các pháp như thế đều từ vọng tưởng sinh ra, ngưng vọng tâm làm gốc, nương vì vọng tâm không tự tướng cũng chẳng nương cảnh giới mà có, chỉ nghĩa là nó duyên niệm xét biết theo cảnh giới đàn trước, cho nên gọi là tâm. Vả lại vọng tâm này với cảnh giới mé trước, dù mặc dù đều nương vào nhau, nhưng sự phát khởi của nó không trước sau gì cả, và vọng tâm này luôn luôn là nguồn gốc, là chủ tể của tất cả cảnh giới. Tại sao vậy? Bởi vì nương vào vọng tâm mà vọng tâm này chẳng rõ một tướng pháp, pháp giới, tướng pháp giới. Vì thế nói rằng tâm có vô minh, nương vào sức mạnh vô minh làm nhân, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng lại cũng do vô minh diệt, cho nên tất cả cảnh giới cũng diệt theo. Chẳng phải do tất cả cảnh giới tự chẳng sáng tỏ, mà nó cảnh giới có vô minh cũng chẳng phải nương nơi cảnh giới mà sinh vô minh. Tất cả các đức Phật đối với tất cả cảnh giới chẳng vô minh, chẳng sinh vô minh. Lại nữa, chẳng do cảnh giới diệt mà tâm vô minh diệt, bởi tất cả cảnh giới từ trước đến giờ hễ tính tự vắng lặng, vì chưa từng có bất cứ thứ gì. Do nghĩa như thế cho nên nhỉ chỉ nói tất cả các pháp nương nơi tâm làm gốc, nên biết tất cả các pháp, pháp nào cũng gọi là tâm, vì nghĩa của thể không thay đổi và được nhiếp vào tâm vậy. Lại nữa, tất cả các pháp lại khởi từ tâm, với tâm mà tạo ra tướng hòa hợp mà có, cùng sinh cùng diệt, đồng không dừng trụ. Bởi tất cả cảnh giới chỉ bị duyên của tâm niệm niệm tiếp nối mà được duy trì tạm thời, được có. Về nghĩa của tâm được nói trên đây có hai thứ tướng. Thế nào là hai? Một là tướng bên trong tâm, hai là tướng bên ngoài tâm. Tướng bên trong tâm lại có hai thứ, một là chân, hai là vọng. Chân là gì? Đó là cái tướng sẵn có nơi thể của tâm. Tướng này như chẳng đổi, thanh tịnh tròn đầy, không trướng, không ngại, kính nhiệm, khó thấy, bởi nó khắp sáp tất cả chỗ, thường hằng không hại, nên có thể kiếp lập sinh trưởng tất cả pháp. Vọng là gì? Tức là luôn luôn khởi niệm phân biệt xét nét duyên lự, nhớ tưởng các việc, mặc dù liên tục hay sinh, tất cả cảnh giới nhân thể bên trong của nó là hy nguy hư hủy, không thể chân thật và cũng không thể tìm thấy nó. Tướng bên ngoài tâm tức là tất cả các pháp và các thứ cảnh giới, vân vân, tùy có cái bị niệm mà cảnh giới hiện ra trước. Vì vậy mà biết có sự sai biệt giữa tâm bên trong và tâm bên ngoài. Thế thì nên biết tướng trọng bên trong là nhân là thể, tướng trọng bên ngoài là quả dụng. Do những nghĩa như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp đều gọi là tâm. Lại nữa, nên biết cái tướng của bên ngoài của tâm, tướng này cũng như các thứ cảnh giới bị thấy trong mộng, duy tâm hiện ra, không có việc thật. Có bên ngoài tất cả cảnh giới đều cũng như vậy, bởi điều nương vào giấc mộng vô minh của nghiệp thức mà được thấy vọng tưởng mà thành. Lại nữa, nên biết mỗi niệm trong nội tâm đều chẳng có dừng trụ, cho nên tất cả cảnh giới bị thấy, bị duyên cũng tùy theo tâm mà niệm niệm chẳng dừng, nghĩa là tâm sinh nên các
Pháp sinh tâm diệt nên các pháp diệt. Tướng sinh diệt này chỉ có tên gọi thật bất khả đắc, bởi vì tâm chẳng qua đến cảnh giới, cảnh giới chẳng về đến tâm, như tướng trong gương không đến không đi. Thế nên tất cả pháp tìm tướng sinh diệt nhất định trọn chẳng thể được, nghĩa là tất cả pháp gốc gáo không có thật thể, từ trước đến giờ luôn luôn gỗng ghen, vì thật sự chẳng sinh chẳng diệt vậy. Tất cả các pháp thật không có sinh diệt như thế, thì không có tướng cảnh sở sai khác, mà là vắng lặng nhất vị, như thế gọi là chân như, gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là tự tánh thanh tịnh tâm. Tự tính thanh tịnh tâm ấy lóng trọng tròn đầy, vì không có cái tướng phân biệt. Tướng không phân biệt tức là đối với tất cả chỗ không đâu mà chẳng hiện hữu, vì nó hiện hữu ở khắp sáp, do đó có thể nương vào sự hiện hữu này mà duy trì và dụng lập tất cả pháp. Lại nữa, tâm đó gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là tâm này gồm chứa đầy đủ vô lượng vô biên tất cả tư nghì chủng tử vô lậu và công đức thanh tịnh, vì pháp thân của chư Phật từ ngàn mé vô thủy đến nay không chướng không ngại, tự tại chẳng diệt tất cả mọi sự hóa hiện và những công đức nghiệp hằng thường lừng lẫy chưa bao giờ dứt, nghĩa là chư Phật đều thị hiện ở trong tất cả thế giới, ứng hóa đủ cách làm lợi ích chúng sinh. Do đó chân một Đức Phật chính là chân của tất cả chư Phật, thân của tất cả chư Phật cũng chính là thân một Đức Phật, và bao nhiêu việc làm cũng đồng là một, tức là không tướng phân biệt, không niệm kia đây, bình đẳng không sai, không hai. Bởi nương vào một pháp tính mà có sự tác nghiệp đồng ứng hóa một cách tự nhiên, vì thể không đổi vậy khác, không đổi khác vậy. Như trên đã nói, pháp thân của các Đức Phật khắp tất cả chỗ và tròn đầy bất động, tùy các chúng sinh chết đây sinh kia mà luôn luôn làm chỗ nương tựa cho các chúng sinh. Ví như hư không đều có thể dung nạp tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng, tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng đều nương nơi không mà có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong hư không, bị nhiếp vào nơi hư không, lấy hư không làm thể, không có vật gì có thể ra ngoài ranh giới của hư không. Nên biết trong mỗi sắc tướng bên biên giới hư không chẳng bị hủy diệt, khi sắc tướng hại bèn trở về với hư không, và biên giới hư không sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Pháp thân của các Đức Phật cũng lại như vậy, đều có thể dung nạp các thứ quả báo của tất cả chúng sinh, đều nương vào pháp thân của các Đức Phật mà có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong pháp thân, bị nhiếp nơi pháp thân, lấy pháp thân làm thể, không một vật gì có thể ra ngoài ranh giới của pháp thân. Nên biết trong thân của tất cả chúng sinh, pháp thân của như chư Phật cũng chẳng thể hủy diệt. Nếu khi phiền não bị đoạn trừ, sẽ trở về với pháp thân, về biên giới pháp thân sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Chỉ vì từ đời vô thủy trở lại đây, tâm tương ưng với vô minh, do năng lượng nhân duyên huân tập si ám, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng. Rồi do nương vào cảnh giới hư vọng làm duyên huân tập mà khởi vọng tưởng tương ưng với tâm, chấp ngã sở hữu của ngã, tạo chứa các nghiệp để rồi chịu khổ sống chết không ngừng. Thay vì gọi pháp thân gọi là chúng sinh, nếu trong số các chúng sinh người nào có được năng lực huân tập của pháp thân, thì phiền não của chúng sinh ấy lần lần cạn mỏng, có thể nhằm chán sự khổ hết gian.
và cần đạo quả niết bàn, tôi tin tưởng quay về với nhật nhất thật tướng, tu xả pháp thân ba la mật và tất cả pháp phần bồ đề, đó là đó mệnh danh là bồ tát. Trong số những bồ tát như thế, vị nào tu hành tất cả thiện pháp một cách đầy đủ hoàn toàn, rốt ráo được lìa giấc ngủ vô minh sẽ được mệnh danh là Phật. Đại nên biết rằng danh từ chúng sinh, Bồ Tát, Phật vân vân chỉ nương lời lẽ giả gọi của thế gian để mà nói thôi, để nói mà thôi. Về thể của pháp thân thì không có gì sai khác, gốc gác bình đẳng, không có tướng biến đổi. Bồ Tát Địa Tạng ngài ngài bảo ngài kiên tịnh tính: này thiện nam tử, trên đây là lược nói ý nghĩa của cảnh giới, cảnh giới của nhất thật tướng. Nếu muốn nương vào cảnh giới nhất thật tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết, thì hãy nên học tập hai đường lối quán chiếu. Thế nào là hai? Một là quán các pháp đều duy tâm duy thức, hai là quán thật tướng chân như. Về cách học quán duy tâm duy thức thì trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, tùy thâu khẩu ý, có sự móng niệm, đều phải quán xét biết những niệm khởi chỉ là do tâm. Cho nên bất cứ cảnh giới gì, nếu tâm trú vào một sự nhớ nghĩ thì phải xét biết và buông xả, chớ để cho tâm rơi vào tình trạng vô ý hoặc phim theo duyên mà không tự kiểm soát. Trong mỗi mỗi niệm đều nên quan sát tùy ý, niệm nào mà tâm duyên đến lập tức thâu nhấp lại trở lại, không để cho tâm theo đuổi những ý niệm đó. Làm sao cho tâm tự biết nội tâm của mình, tự sinh tưởng niệm? Chẳng phải tất cả cảnh giới có tưởng niệm, có phân biệt nghĩa là có nội tâm tự sinh các quan niệm như hay hở hay dở, tốt xấu, phải quấy, được mất, suy lợi, có không, vân vân. Tóm lại là vô lượng ý tưởng, xong tất cả cảnh giới chưa từng có tưởng, chưa từng có khởi phân biệt, nên biết tất cả cảnh giới tự nó không có tư tưởng phân biệt, tức là tự nó chẳng phải hay dở, chẳng phải tốt xấu. Cho nên tất cả phải có, chẳng phải không, lìa tất cả tướng. Cứ như quán sát biết tất cả pháp chỉ khi tâm sợ tưởng mà sinh. Nếu như lìa tâm thì không có tướng bất cứ một pháp nào có thể thật thấy có sự sai biệt, thường nên như vậy mà các ghi và giữ gìn nội tâm, biết rằng chỉ có vọng niệm, không có cảnh giới chân thật. Sự quán sát này cần phải điều đặn chớ cho bỏ dở. Đây gọi là sự tu học duy tâm duy thức quán. Nếu tâm bị vô ký, chẳng biết tự tâm đang nghĩ gì, đó chính là có cảnh giới của ở trước, chẳng gọi là duy tâm thức quán. Vả lại, sinh sử và khắc ghi nội tâm ác biết được tưởng tham, tưởng sân, tưởng si, tưởng tà kiến, biết thiện, biết bất thiện, biết vô ký, biết tâm lao đưa nghĩa đến các sự khổ, vân vân. Nếu khi tịnh tọa, tùy đối tượng bị duyên của tâm mà mỗi niệm xét biết sự sinh diệt của duy tâm, ví như dòng nước trôi chảy hay ánh lửa tiếp nối của ngọn đèn không lúc nào tạm thời dừng lại, từ đó sẽ được chính định vắng lặng các sắc, được tam muội này rồi kế đến học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha và đức tin về quán tâm của pháp Tùy Bát Xá Na, học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha, nghĩa là tư duy về tướng chẳng thể thấy của nội tâm. Tướng này tròn đầy bất động, không đến không đi, bản tính chẳng sinh chẳng diệt. Vì lìa phân biệt vậy, học tập đức tin về quán tâm của pháp Tùy Bát Xá Na, nghĩa là
Xét biết những tư tưởng nhận biết các sắc bên trong bên ngoài đều theo tâm mà sinh, theo tâm mà diệt, tất cả đến tư tưởng nhận thức về sắc thân Phật cũng vậy, đều tùy tâm sinh, tùy tâm mà diệt. Như hiển, như hóa, như trăng với dưới nước, như bóng trong gương, chúng chẳng phải tâm, chẳng cũng chẳng lìa tâm, không chẳng không phải đến, không chẳng đến, không phải đi, không chẳng phải, không phải chẳng đi, không phải sinh, không phải bất sinh, không phải tác động, không phải chẳng tác động. Đại Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên tịnh tính: này thiện nam tử, nếu luôn luôn dùng đức tin tu tập hai pháp quán tâm như vậy, mau được ngộ ra đạo lý nhất thừa. Nên biết quán pháp tâm duy duy thức như vậy gọi là ngưỡng của cửa trí tuệ cao tột. Hơn hết, ngưỡng cửa này có thể khiến cho tâm của hành giả mạnh mẽ, bé nhạy và thêm lớn sức tinh hiểu nhanh chóng vào nghĩa không của Đại Thừa và phát được tâm vô thượng Đại Bồ Đề. Trên đây là nói về pháp quán duy tâm duy thức. Nếu muốn học tập pháp quán thật tướng chân như thì hành giả tư duy về tính của tam vốn không sinh không diệt không trụ vào cái thấy nghe hiểu, liền lìa hẳn tất cả những tưởng phân biệt, lần lần có thể vượt qua tướng cảnh giới của các định vô không vô biên xứ, thứ thức vô biên xứ, sở hữu hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, được tương tự với không tham tam muội, không với không tam muội, thì tướng phân biệt thô của thọ tưởng hành thức chẳng hiện ra. Trước từ đó mà tiến tu thêm sẽ làm bậc thiện tri thức với lòng từ bi quảng đại, vì khéo bảo nhiệm và trưởng dưỡng cho nên lìa các chướng ngại, siêu tu siêng tu chẳng bỏ phế, lần lượt có thể vào tam muội vắng lặng của tâm, được tam muội đó rồi lại liền có thể nhập nhất hạnh tam muội, nhập nhất hạnh tam muội rồi thấy vô số đức Phật và phát những tâm hạnh sâu rộng chẳng thể nghĩ bàn, trụ vào bậc kiên tịnh tính, bậc kiên tính. Trên đây là đường lối của hai pháp quán Ma Samatha và Tỳ Bát Xá Na, chắc chắn được sự tinh hiểu có thể quyết định thú hướng Bồ Đề, tùy chỗ tu học các tam muội thiền định và sự nghiệp thế gian nên không bị đắm trước, cho đến có thể tu khắp tất cả thiện căn của pháp phần Bồ Đề, đối với sự sống chết không bị nhiếp sợ, không thích nhị thừa bởi nương vào phương tiện hay khéo vô cùng vi diệu và khả năng tu tập bằng hai đường lối quán tâm này, có thể làm chỗ sở y cho các thứ trí tuệ và các hạnh căn bản vậy. Lại nữa, tu học sự tinh hiểu như trên gồm có hai dạng hạng người. Thế nào là hai? Một là hạng căn tính danh lanh lợi, hai là hạng căn tính chậm lục. Hạng căn tính lanh lợi, người này trước đó đã biết tất cả các cảnh giới bên ngoài duy tâm tạo ra, hư dối chẳng thật, như mộng như huyễn, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Năm món cái nhẹ mỏng, tâm cái loạn cũng ít hạng người nói trên, nên học tập ngay pháp quán thật tướng chân như. Hạng người căn tính chậm lục, hạng này trước đó chưa thể biết tất cả các cảnh giới bên ngoài đều chỉ là tâm, vì hư dối không thật, tình thức nhiễm mắt của họ dày đặc. Năm món cái nhiều phen nổi lên, tâm khó điều phục, thì trước hết phải nên học pháp quán duy tâm thức. Nếu người nào duy học sự tinh hiểu như vậy,
Nhưng chủng tử thiện căn còn mỏng, chưa thể tiến đến các phiền não xấu ác, chẳng bị bỏ xẻng lần lần bỏ bỏ dẹp lần lần, và tâm những người ấy nghi ngờ, khiến nhược khiếp nhược sợ đọa vào ba đường ác, hoặc sinh vào chỗ tám nạn, sợ chẳng thường được gặp Đức Phật, chư vị Bồ Tát và các bậc thánh nhân, chẳng được cúng dường, nghe nhận chính pháp, sợ hạnh Bồ Đề có thể thành tựu, vân vân. Có các thứ nghi sợ và những chướng ngại như thế, vân vân, thì nên trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta, Địa Tạng Bồ Tát. Nếu được nhất tâm thì căn lành sẽ thêm lớn, và ý chí người ấy dũng mãnh danh lanh lợi. Lại nên quán pháp thân của ta và pháp thân của tất cả các đức Phật với tự thân của mình, thể tính đều bình đẳng, không ai không khác, chẳng sinh chẳng diệt, có đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh, công đức tràn đầy, đó là điều đáng nên nương tựa. Lại nữa, hành giả thường nên quán sát mình và cái tướng của tâm đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, như huyễn, như hóa, đáng chán, đáng lìa. Nếu luôn luôn tu học pháp quán như vậy, hành giả mau được tăng trưởng đức tin thanh tịnh, bao nhiêu chướng ngại lần lần giảm bớt. Tại sao vậy? Vì những người này được gọi là học tập theo sự danh hiệu của ta, cũng có thể nói học tập sự nghe danh hiệu của các đức Phật trong mười phương, được gọi là sự học tập trí tâm lễ lại và cúng dường ta, và hay học sự trí tâm lễ lại cúng dường Đức Phật trong mười phương, được gọi là học sự nghe những kinh điển thâm sâu đại thừa, được gọi là sự giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, được gọi là học sự xa lìa những chấp trước tà vậy. Đối với nghĩa lý sâu xa của chính pháp, chẳng bị rơi vào sự phỉ báng, phế chê bai, được gọi là đối với đệ nhất nghĩa gốc gáo sâu xa của thật tướng, sự tinh hiểu, được gọi là hay trừ các thứ tội chướng, được gọi là sẽ được sự chứa nhóm vô lượng công đức. Những người nói trên khi bỏ thân này trọn chẳng đọa vào ba ác và tám chỗ nạn, khi sinh trở lại được nghe chính pháp và tin tưởng học tập tu hành, cũng có thể tùy nguyện sinh về tịnh độ của các đức Phật ở các phương khác. Lại nữa, nếu như người nào muốn sinh tịnh độ hiện tại ở phương khác thì phải theo danh hiệu vị Phật ở thế giới đó mà chuyên ý niệm tụng, một lòng chẳng loạn và quán sát pháp thân như đã nói trên, người ấy quyết định được sinh tịnh độ của Đức Phật ấy. Chừng đó căn lành sẽ thêm lớn và mau được bất thối. Nên biết sự nhất tâm buộc niệm tư duy pháp thân bình đẳng của các Đức Phật được nói trên đây, đối trọng tất cả căn lành, nó là tịnh nghiệp chổi vượt trên hết. Do đó, người nào siêng năng tu tập lần lần có thể tướng đến nhất thật nhất hạnh tam muội, một khi được vào nhất hạnh tam muội là thành tựu tâm hạnh rộng lớn nhiệm màu, niệm danh là được tương tự với vô sinh pháp nhẫn, bởi luôn luôn được nghe danh hiệu của ta, cho nên cũng luôn luôn được nghe danh hiệu của chư Phật mười phương, bởi luôn luôn dốc lòng lễ lại cúng dường ta, cho nên cũng luôn luôn lễ lại cúng dường mười phương chư Phật,
bởi luôn luôn được nghe kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn gìn giữ biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa sâu thẳm, cho nên có thể đối với đệ nhất nghĩa của thật tướng sâu thẳm rốt ráo, chẳng sinh sợ sệt xa lìa phỉ báng, được tâm chính kiến luôn luôn tin hiểu quyết định trừ diệt các thứ tội chướng và hiện thời, thực chứng vô lượng công đức. Tại sao vậy? Vì được tam bồ đề, tâm bồ đề vô phân biệt, vì được trí huệ phán lặng hiện tiền, vì phát khởi chủng tử phương tiện các thứ nguyện lành nguyện hạnh, luôn luôn nghe danh hiệu của ta là được sự quyết định của đức tin và việc làm lợi ích, cho nên bất cứ việc gì có thể làm đều được hẳn hối chuyển nghiệp thân nhân của đạo nhất thừa Phật. Nếu tu hành với tâm tạp loạn cấu uế thì dầu có xưng tụng danh hiệu của ta, đó chẳng được gọi là nghe danh hiệu, vì chẳng hay sinh tự hiểu tin hiểu quyết định, chẳng gạt hái quả báo lành nhỏ mọn của thế gian mà thôi, chẳng được lợi ích rộng lớn sâu diệu. Hành giả nào tu mới tâm tạp loạn cấu uế như vậy, tùy tu bất cứ thiện pháp nào đều chẳng thể được lợi ích sâu rộng. Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên tịnh tính: thiện nam tử, nên biết sự siêng lòng tu học môn thiền vô tướng trên đây không lâu sẽ được lợi ích rộng lớn sâu xa. Lần hồi thành Phật, sự lợi ích rộng lớn sâu xa là được vào pháp vị kiên tính, vì thành tựu tính nhẫn, vào địa vị kiên tu, vì thành tựu thuận nhẫn, vào chính nhân vị, vì thành tựu vô sinh nhẫn, lại thành tựu tính nhẫn, là có thể trở thành dòng sống của Như Lai. Thành tựu thuận nhẫn có thể hiểu hạnh của Như Lai, thành tựu vô sinh nhẫn là được nghiệp của Như Lai. Lần hồi thành Phật là lược nói có bốn hạng: một là vì tròn đầy đức tin về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc tập chủng tính quyết định tin các pháp chẳng sinh chẳng diệt, thanh tịnh bình đẳng, không gì đáng nguyện cầu. Hai là vì hiểu trọn vẹn về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc xả hành hiểu sâu tính các pháp, biết chủng tử của Như Lai là không tạo không tác đối với sinh tử và niết bàn, chẳng thể hai tưởng và tâm không bị sợ sệt. Ba là vì chứng trọn vẹn pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào tịnh tam địa cho được trí vô phân biệt, thể nhập pháp thân tịch mịch tịch tịnh, cũng như nghiệp dụng tự nhiên. Ba là vì chứng trọn vẹn pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào tịnh tâm địa cho được trí vô phân biệt, thể nhập pháp thân tịch tịnh, cũng như nghiệp dụng tự nhiên, chẳng thể nghĩ bàn, không còn ý tưởng tìm cầu nữa. Bốn là tất cả hạnh công đức trọn vẹn mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc Bồ Tát của cánh địa có thể diệt trừ tất cả chướng ngại giác mộng vô minh không còn. Lại cũng nên biết tu học theo môn thiện hữu tướng của thế sang cầu có ba thứ. Thế nào là ba? Một là không có phương tiện và sức tin hiểu, cho nên tham nhận công đức của các thiền định rồi sinh kiêu ngạo, bị sự hệ vừa của thiền làm cho thối tâm chỉ cầu mỗi lợi thế gian. Hai là không có phương tiện và sức tin hiểu, cho nên nương vào thiền
mới phát khởi hạnh chán lìa, một bên khiếp sợ sinh tử thoát đọa vào hàng nhị thừa ba là có phương tiện và sức tinh, hiểu nghĩa là nương tựa cảnh giới nhất thực tướng, tu thập gần với đường lối hai pháp quán samatha tỳ bát xá na, nên có thể tinh hiểu tất cả pháp, duy tâm sở sinh đồng như mộng như hiển. Dầu được công đức của thiền định thế gian mà chẳng đắm trước kiên cố, chẳng còn hối tâm cầu quả báo trong ba cõi, lại tin và biết sinh tử cũng chính là niết bàn, nên cũng chẳng sợ sệt khiếp nhược, chẳng thói cầu quả nhị thừa. Người tu học tất cả nhị thiền định tam muội như đây, nên biết có người môn tưởng thử lớp nhiếp lấy đầy đủ sự nghiệp thiền định, có thể làm cho người học thành tựu sự tương ưng, mà không làm không lộn những gì mà là mười. Một là tướng phương tiện nhiếp niệm, hai là tướng muốn trụ cảnh giới, ba là tướng biết sự xuất nhập, một cách tỏ rõ cảnh giới vừa mới trụ tâm, bốn là khéo trụ cảnh giới được vững vàng, năm là tướng muốn khởi tư duy phương tiện rộng mảnh, càng cầu sự tiến thủ hơn nữa, sáu là tướng lần lần được điều độ tướng xuống với hỷ lạc của tâm, trừ mối nghi ngờ thêm sự hiểu biết và sự an ủi mình, bảy là tướng chắc được sự thắng tiến bởi ý chuyên nhất tương ưng ít phần với khả năng nhận thức, tám là tướng công phu thêm sáng suốt, công phu thêm vững vàng, được công đức thù thắng thành tựu sự đối trị vọng tâm, chính là tướng tùy tâm hành giả khởi niệm làm gì những gì muốn thể hiện công đức ra ngoài đều nương ưng với ý mà không sai lầm. Mười là tướng nếu muốn tu thêm pháp khác, nương nơi sở đã có trước mà khởi phương tiện, sẽ làm lược thành tựu xuất nhập tùy tâm siêu việt một cách tự tại, đó gọi là một người một mười muôn tướng thứ lớp nhiếp hết sự nghiệp của người tu tập thiền định. Bây giờ Đại Bồ Tát kiên tịnh tính hỏi Đại Bồ Tát Địa Tạng: Ngài vì sao mà khéo nói pháp sâu xa có thể khiến chúng sinh lìa sự kiếp nhược? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp: Này thiện nam tử, nên biết người mới phát ý cầu về Đại Thừa mà chưa được tính tâm đối với giáo pháp sâu xa của Đạo Vô Thượng, họ ưa sinh nghi ngờ khiến nhược, cho nên ta dùng phương tiện hay khéo tuy rõ nghĩa thật để an ủi họ, khiến lìa kiếp nhược. Do đó hiệu của ta là bậc khéo nói an ủi. An ủi như thế nào? Nghĩa là những chúng sinh căn tính chậm lục, tâm lượng nhỏ hẹp, nghe sự tối thắng tối màu của Đạo Vô Thượng, mặc dù ý họ tham thích phát tâm hướng về, nhưng lại suy nghĩ rằng sự cầu Đạo Vô Thượng còn phải chứng công để đức rất trọng, tu những hạnh khổ khó làm, phải tự độ tha, trải qua số kiếp dài xa ở trong sinh tử, lâu chịu siêu khổ với mới có thể thành. Vì lý do đó họ sinh kiếp nhược, ta liền vì họ nói rõ lý chân thật, nghĩa là nói tất cả các pháp bản tính tự rộng xa rộng rang rốt ráo vô ngã, không có người làm, không có người thọ, không tự không tha, không đi không đến, không có phương sở, cũng không quá hiện tại vị lai, cho đến vì họ nói 18 món không, tất cả các pháp không có tướng sinh tử niết bàn, cũng không có tướng chắc thật có thể nắm bắt, lại vì
Họ nói tất cả các pháp như hiển như hóa, như chăng dưới nước, như bóng trong gương, như hình kèn thác bà, như tiếng dội trong hang trống, như cát nắng, như quán nắng, như bọt nước, như xương mốc, như đèn lòa, như mắt bị nhậm mộng, như chớp, như mây nổi trầu non. Những phiền não sinh tử tính nó rất yếu ớt, có thể dễ làm cho việc mất, lại dạy gọi họ rằng phiền não sinh tử gốc gáo không có tự thể, tìm nó chẳng thể được, xưa nay chẳng sinh thật cũng chẳng diệt, tự nó vắng lặng chính là niết bàn. Những lời nói như vậy nhằm phá tất cả mọi sự nhận thức sai lầm, bớt đi sự chấp chấm nơi tự thân tâm, để chúng sinh được lìa khiếp nhược. Lại có chúng sinh vì chẳng hiểu ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai mà sinh khiếp nhược. Ý của nơi lời nói của Như Lai như thế nào? Đó là Đức Như Lai đã luôn luôn nhìn thấy cảnh giới nhất thật tướng rút ráo lìa khỏi các pháp ác, thuộc sinh lão bệnh tử, chứng được pháp thân của Ngài. Pháp thân này thường hằng không mất, không biến đổi, vân vân, có sự chứng nhóm vô lượng công đức. Như Lai lại có thể thấy tỏ rõ trong thân của tất cả chúng sinh đều có sẵn những công đức chân thật thanh tịnh nhiệm màu, nhưng vì bóng lõi nhiễm ô của vô minh che chướng, cho nên từ trước tới giờ luôn luôn chịu sự vô lượng thứ khổ sinh già bệnh chết. Như Lai ngay đó khởi tâm đại bi, muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa các thứ khổ, đặng sạc hái sự vui đệ nhất của pháp thân. Và pháp thân ấy là pháp vô thân biệt, pháp vô thân phân biệt lìa tất cả ý niệm chỉ có bậc hay diệt tư, tưởng hư vọng của thức chẳng khởi niệm phân biệt mới có thể chứng nhập. Vì chỉ vì tất cả chúng sinh thời hường ưa phân biệt chấp nắm các pháp bởi điên đảo vọng tưởng, cho nên chịu sống chết triền miên. Do đó Đức Như Lai muốn cho họ liền ý tưởng phân biệt chấp trước, cho nên Ngài nói tất cả pháp thế gian gốc gác của nó gỗng gan không là gì cả, cho đến tất cả những pháp xuất thế gian bản thể của nó cũng gốc gác gỗng không thuộc vào đâu. Nếu nói gỗng ga thì như 18 pháp không. Nếu nói gỗng ga thì như 18 pháp không. Sự hiển bày tất cả các pháp như vậy đều chẳng lìa thể của Bồ Tát, thể của Bồ Tát chẳng thể có, chẳng thể chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, chẳng phải cả có lẫn không, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng một, chẳng phải chẳng khác, chẳng phải một lần khác, chẳng cho đến rốt ráo không một tướng nào có thể nhắm bắt. Vì nói lìa hết tất cả tướng thế nào là lìa hết tất cả tướng, nghĩa là chẳng thể nương vào lời lẽ giữa để giữ lấy. Vì trong pháp Bồ Đề không có sự lĩnh nhận bằng lời lẽ nói năng, và sự nói năng không thể đếm lượt, lại cũng chẳng thể nương vào cái tâm có nghĩa lợi mà biết được. Trong pháp Bồ Đề không có người hay giữ lấy và pháp để giữ lấy, không ta không người, vì lìa tướng phân biệt nếu còn có sự phân biệt chính là hư mị, chẳng gọi là kết hợp với Bồ Đề. Những lời dạy như thế của Đức Như Lai, các chúng sinh căn tính chậm lục không thể chịu nổi, cho rằng vô thượng Bồ Đề và pháp thân của Như Lai chỉ là pháp trống không, rốt ráo một mực không có gì hết. Do đó mà tâm của họ khiếp nhược, sợ sệt vào chỗ không được gì cả, hoặc họ sinh ra tư tưởng hoặc đoạn diệt khởi nhận thức có tăng có giảm,
chuyển sang phỉ báng kinh mình, kinh người, vân vân để đối trị hại người ta liền. Để đối trị hại người này ta liền, vì họ nói pháp thân Như Lai, tự tính nó chẳng phải ngoan không, mà nói có tự thể chân thật. Thể này đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh từ vô thủy đến giờ, nó tự nhiên tròn đầy chẳng phải nhờ tu mới nói tu mới có, chẳng phải nhờ tạo mới thành. Cả đến trong thân tất cả chúng sinh cũng đều sẵn đủ, không biến không đổi, không thêm không bớt. Những lời nói như vậy có thể trừ sự khiếp nhược của chúng sinh, đó mệnh danh là an ủi. Lại nữa, những chúng sinh ngu si chấp chặt nghe những lời nói như thế cũng sinh khiếp nhược nữa, vì không hiểu nổi nghĩa này. Họ lại chấp rằng pháp thân của Như Lai từ xưa đến nay đã đầy đủ, chẳng phải là tướng tu tạo, thì đâu có tướng chứng đắc gì, do đó mà họ sinh kiếp nhược, nơi rơi vào hạng tính tà đảo kiến, theo lối của tự nhiên ngoại đạo. Đối với hạng người này, ta liền vì họ nói đến sự tu hành tất cả thiện pháp để tăng trưởng sự đầy đủ mới sinh ra sắc thân Như Lai, được quả báo vô lượng công đức thanh tịnh. Những lời nói như thế nhằm khiến chúng sinh lìa sự khiếp nhược đó, được mệnh danh là an ủi. Những nghĩa sâu thẳm được ta nói ra kết hợp với lý chân thật, không có ta các có các lỗi, bởi lìa lời nói mâu thuẫn của thế gian mà làm sao biến tướng địa lời nói mâu thuẫn. Bởi vì pháp thân của Như Lai mặc dù không có cảnh giới của lời lẽ và lời và liệt cả cái tâm tưởng niệm, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến không có tất cả các tướng, chẳng thể căn cứ vào lời lẽ để chỉ bài, nhưng căn cứ vào pháp giả gọi đối đãi nhau bởi nhân duyên huyễn hóa của thế đế, thì có thể dùng phương tiện chỉ bài để nói. Vì tính của pháp thân này không phân biệt địa cả tướng tự tướng la ha, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho nên vì hết tất cả các tướng, cho nên nói rằng bản thể của pháp thân là đốt ráo gỗng gan, không thuộc vào cái đó cái có. Vì khi đã lìa tâm phân biệt rồi thì tưởng niệm kế hết sạch, bèn không còn một tướng nào cả, nhưng có thể tự thấy, tự biết và tự có tất cả. Thế nên nghĩa không quyết định kế hợp với thực tướng chân như, không hề sai lầm. Lại nữa, chính không nghĩa không có, do liệt tâm vọng tưởng phân biệt thì sự rút giáo tận cùng của nó, không một tướng nào có thể nói rằng không, vì chỉ còn lại một sự chân thật, chính đó gọi là bất không vậy. Lìa tưởng niệm của thức, cho nên không có bất cứ một tướng hư hủy nào mà là rốt ráo thường hằng chẳng biến chẳng đổi. Bởi không còn một tướng nào có thể hoại, có thể diệt, cho nên cũng lìa mọi sự tăng giảm. Lại nữa, chỗ vô phân biệt của Phật thể như chân như này, từ đời vô thủy đến nay đủ vô lượng chủng tử công đức vô lậu, tự như sẵn có, lúc nào cũng tương ưng, vì nó không lìa không rời, cho nên nói là bất không. Những công đức chứa nhóm nơi thật thể chân như thế, tất cả chúng sinh đều có sẵn, chỉ vì chúng sinh bị vô minh che lòa, cho nên chẳng biết, chẳng thấy, chẳng thể nào đạt được công đức lợi ích của pháp thân. Đâu khác gì hoàn toàn không có, nói chưa có là nói những chúng sinh chẳng biết, chẳng thấy về thể của pháp thân, cho nên bao nhiêu lợi ích của công đức
Nghiệp chẳng phải là chỗ những chúng sinh ấy có thể thọ dụng, vì vậy chẳng gọi là thuộc về của họ. Chỉ có nhờ vào sự tu khắp tất cả thiện pháp đối trị các thứ nghiệp chướng, nhận ra pháp thân kia, sau đó mới được những công đức lợi ích. Thế nên nói rằng tu tất cả thiện pháp sinh ra sắc thân Như Lai, thiện nam tử như hiện nay ta, Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát khi nói về những phương tiện thù thắng và pháp môn trọng yếu sâu xa này, có 10 vạn ức chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, trụ vực kiên tịnh, lại có 9 vạn 8.000 bồ tát được vô sinh pháp nhẫn, toàn thể đại chúng đều dùng hương hoa vi diệu cõi trời cúng dường Đức Phật và Đại Bồ Tát Địa Tạng. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài bảo đại chúng rằng: các vị mỗi người phải nên họ trì pháp môn này, tùy ở chỗ nào đều làm cho lan rộng. Tại sao vậy? Pháp môn như thế này rất là khó gặp, hay làm lợi ích rất lớn. Nếu như người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát và tin những lời người nói, nên biết người ấy có thể nhanh chóng lìa tất cả mọi sự chướng ngại, mau đến vô thượng bồ đề. Lúc ấy đại chúng đều phát lời rằng: chúng con sẽ thọ trì lưu thông thế gian, chẳng dám để quên. Bấy giờ ngài Đại Bồ Tát kiên tịnh tính bạch Phật: kính bạch Thế Tôn, những điều được nói trong khế kinh lục căn tụ này nên là pháp môn gì? Pháp chân yếu này con sẽ thọ trì, khiến đời sau này khắp đều được nghe. Đức Phật bảo ngài: Đại Bồ Tát kiên tịnh tính, pháp môn này gọi là chim sát nghiệp báo thiện ác, cũng gọi tên là tiêu trừ các chướng, còn được gọi là chỉ bài cho người cầu về đại thừa, biết phương tiện tiến đến và phát lộ nghĩa thật rốt ráo rất sâu, và cũng gọi là khéo nói an ủi, khiến lìa kiếp nhược, mau vào đức tin kiên cố quyết định. Y danh nghĩa như thế ông nên họ trì. Đức Phật nói tên pháp môn này rồi, tất cả đại hội hải đều hoan hỷ tin nhận phân theo thực hành kinh chim sát nghiệp báo thiện ác hết quyển hạ. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.